Thưa quý vị, tiếp tục với câu chuyện về thương hiệu gạo ST25 của Việt Nam liên quan đến việc một công ty nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ST24, ST25 và kèm theo nội dung là gạo ngon nhất thế giới. Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, mặc dù hiện nay cơ quan của Úc vẫn đang ở giai đoạn xem xét kéo dài nhiều tháng, tuy nhiên thì thương vụ đã triển khai các biện pháp khẩn cấp. Cụ thể thương vụ đã trao đổi với ông Hồ Quang Cua và đề nghị phối hợp hành động, chủ động trao đổi với lãnh đạo công ty trên. Bên cạnh đó, thì thương vụ đã gửi công văn cùng với một số tài liệu hình ảnh kèm theo đến văn phòng sở hữu trí tuệ để làm rõ giống lúa tên ST24, ST25 là do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu sản xuất thành công đã được cấp bằng bảo hộ tại Việt Nam. Nếu sự việc diễn biến xấu đi, thương vụ sẽ kết hợp vận động mạng lưới doanh nghiệp Úc, các hiệp hội, cả báo chí tại Úc và các kênh trao đổi với bạn theo quy định để thực hiện phương án tổng thể. Đặc biệt, thương vụ sẽ cùng với ông Hồ Quang Cua đẩy nhanh các thủ tục liên quan. Vì nếu không có công ty trên thì sớm hay muộn cũng sẽ có công ty khác thực hiện các việc làm tương tự. Và cũng được biết rằng trước đó thì gạo ST24 và gạo ST25 của Việt Nam đã bị 4 doanh nghiệp của nước ngoài đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ. Như vậy là sau nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột, thêm một thương hiệu nông sản của Việt Nam lại bị doanh nghiệp khác đăng ký thương hiệu ở nước ngoài.